với chương trình sống vui sống khỏe sống bình an cùng với international home shop vâng kính thưa quý vị chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ à, 6 và ngày thứ bảy từ 1 giờ cho đến 2 giờ chiều được trực tiếp truyền hình Tại đó, mấy quý vị nào mà đang theo dõi chương trình này xin thân mời quý vị hãy gọi vào với số phụ năng hiện trên màn hình à, để mà chúng ta có thể gọi vào order vì trong chương trình thứ sáu và thứ bảy à, đặc biệt live này thì chúng tôi có những cái sản phẩm Uh, gọi là special hour giá thật là bất ngờ cũng như là những quà tặng thật là đặc biệt gửi đến cho quý vị trong chương trình live mà thôi thì sau cái chương trình live này trời thì uh, sẽ được kéo dài đến 3 giờ chiều thành ra là từ 1 giờ đến 3 giờ quý vị nào nghĩa là order? trong vòng nghĩa là trong vòng từ một uh. giờ tuy là chương trình live chỉ có 1 đến 2 giờ thôi nhưng mà quý vị vẫn có thể gọi cho đến 3 giờ thì nó vẫn còn những cái giá như là special hour của chúng tôi tại vì mỗi lần mà mình uh, uh, làm live show như vậy thì nó có những cái 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 uh, sản phẩm tặng rất là bất ngờ những đúng, cái giá rẻ rất là bất ngờ cái có nghĩa vị... là chưa từng có đúng có nghĩa là quý vị chỉ có cái giá đặc biệt này chỉ có trong giờ live show thôi nha thành ra một lần nữa một quý vị hãy đến với mình với địa chỉ ở à, nào không, mỹ quyên tám chín hai hai Bonsa Avenue kính thưa quý vị và thành phố Westminster thưa quý vị với số phone là 877-620-7467 mời quý vị hãy cùng đến đây gặp gỡ Mỹ Lan và Mỹ Khuyên và nhân viên chúng tôi sẽ trực phone để mà nói chuyện với quý vị với những sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay vâng và cái sản phẩm ngày hôm nay là đặc biệt là giúp cho sức khỏe của chúng ta một sản phẩm à uh, rất là nổi tiếng của công ty Surihi đó là Kaiko Fukuden. Các thưa quý vị uh, công ty Surihi là một cái công ty đại diện uh, độc quyền phân phối tại Hoa kỳ và tất cả những sản phẩm của công ty Surihi rất là đặc biệt đã được yêu chuộng trong nhiều năm qua uh, mà quý vị có thể tự tin để mà sử dụng qua và Kaiko Fukuden là một cái uh, chất được uh, chiết xuất từ hai cái loại tạo biển tức là rong biển Nam mỹ huyền yeah. là mekabu và mosuku yeah. hai cái loại tạo biển này cho tôi quý vị được chiết xuất ra thành cái chất Fucodan là một cái chất có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa cũng như là hỗ trợ trong vấn đề điều trị căn bệnh ung thư và với kaiko fukoden nó đặc biệt một điều nữa là nó giúp cho quý vị có thể nhận là tiết kiệm được rất là nhiều tiền từ cái chi phí chúng ta ngăn ngừa cũng như là trong cái chi phí chúng ta hỗ trợ cho điều trị vấn đề xạ trị và hóa trị trong căn bệnh ung thư và kính thưa quý vị, với những cái tác dụng của um, khai khu fucodan thì uh, nó có những cái tác dụng thường xuyên là hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, nghĩa là khi mà ngăn chặn xong là nó sẽ hình thành mạch máu mới cho chúng ta, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp các khoáng chất cần thiết, ngăn ngừa quá trình lão hóa cũng như là điều hòa huyết áp nè không gây ra tác dụng tác dụng phụ cái mà tốt nhất của chúng ta là không gây ra tác dụng phụ kính thưa quý vị người ta thường gọi là side effect đó thưa, thưa quý vị vâng thưa à, thưa quý vị và đặc biệt của Kaiko Fukiden này nữa đó là so nó tốt hơn so với những cái loại sản phẩm khác là vì sao ạ à? là tại vì á cái Fukiden này là, mỹ quyền ở trên ngoài thị trường của mình nó có rất là nhiều loại Fukiden nhưng mà quan trọng là cái hàm lượng nó có cao hay không tại vì em công nhận nếu mà hàm lượng cao thì một ngày mình chỉ cần dùng có một viên thôi Đúng rồi. Còn những người mà nhiều khi cái hàm lượng nó ít quá thì quý vị phải dùng hai viên hoặc là 3 viên thì mới đủ cái liều lượng để mình giúp cho mà, sức khỏe mà của dùng mình. Nhiều viên như vậy mình sẽ quên. Đúng mình như vậy. Mình sẽ quên. là khi một cái hàm lượng mà nó cao như vậy quý vị chỉ dùng một viên là yeah. đủ rồi kính thưa quý vị. Và cái hàm lượng nó cao như thế nào thì kính thưa quý vị với Kaiko cơm fukuden này nó thô đồ ở trong cái 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 chai này một viên nó quý vị là tới 380 mg. Ngoài cái fukuden mà hai cái loại tạo biển là Mekabu và Mozuku nó chiếm tới 240 mg cái này nó rất là quan trọng là tại vì hàm lượng càng cao thì cái cái sự mà chúng ta ngăn ngừa cũng như là giúp chúng ta trong căn bệnh điều trị hay là giúp cho uh, ngăn ngừa cũng rất là quan trọng. Ngoài 240 của fucodian thì còn được bổ sung thêm 40 mg của nấm thiên chi agaricus. Wow. Nó bổ sung nha chưa hết mỹ quyền. Và đặc biệt cái loại thượng hạng cao cấp này nó còn được bổ sung thêm 10 mg của cordyceps tức là đông trùng hạ thảo. Wow. Vâng thưa quý vị, đặc biệt của cây Mycofucodan nó tốt hơn những cái loại khác là vì nó tới ba cái dược thảo quý nhất hiện nay. 240 mg Fucodan, 40 mg của Agaricus nấm linh chi và 10 mg của đông, đông trùng, trùng hạ thảo. thảo. Nghĩa là thay vì chúng ta uống ba loại thuốc yeah. uh, uh, cho cho uh, fukoden cho điều trị ung thư rồi thuốc cho đông trùng hạ thảo và cũng như là thuốc 5 về nắm linh chi thì bây ừ. giờ chỉ trong một viên yeah. hai cô fukoden thôi quý vị là quý vị có đầy đủ tất cả những cái loại mà thảo dược mà về đông y của chúng ta từ xưa đến nay rất là, là quý hiếm và rất là tốt chỉ cần một viên là đầy đủ thưa quý vị vâng thưa quý vị ngoài nó giúp cho quý vị trong ngăn ngừa và điều trị uh, giúp cho quý vị hỗ trợ điều trị ung thư xạ trị hóa trị tại vì quý vị nào thường thường nó mỹ huyền trong trong gia đình chị cũng có những người bị uh, ung thư thì khi mà mình đi xạ trị hóa trị thì nó rất là mệt mỏi ăn không được ngủ không được yeah. và với kaiko fukaden sẽ giúp cho quý vị ăn ngon hơn ngủ sâu hơn và nó giúp cho chúng ta có thể đủ sức khỏe tăng cường cái hệ thống miễn dịch tăng cường sức đề kháng trong cơ thể để có thể chiến đấu là căn bệnh ung thư Đúng là một căn bệnh rất là quá ác hiện nay như chị mỹ lan dùng cái chữ chiến đấu em rất là thích yes. coi như là mình có cái thuốc này vào nó sẽ hỗ trợ cho mình để yeah. mình có đủ sức để mình chiến đấu chiến đấu thưa quý vị và cái thưa quý vị một cái chai này nó là 120 viên mà nếu một cái vị dùng mỗi ngày một viên để chúng ta ngăn ngừa thì quý vị uống là tới như là tới 3 tháng lận Dạ, không, trăm 100... 4 tháng chứ 120 viên là 4, là 4 tháng, tháng lần. Yes. một chai một quý vị dùng tới 4 tháng lần Còn nếu một quý vị nào mà đang trong cái vấn đề mà đang đi xạ trị quá trị mà cần có thêm sức khỏe tăng cường sức đề kháng lên để, để mà mình chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình thì quý vị có thể dùng 6 cho tới, tới 10 viên là tại việc cái hàm lượng phải tăng lên để chúng ta có thể đủ sức khỏe nó 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 làm cho nó ngăn lại những cái mạch máu không nuôi dưỡng cái tế bào ung thư thì vì như vậy mà cái tế bào ung thư nó mới tự tiêu diệt các tôi quý vị cũng như là nó giúp cho nó không cho hình thành những cái hình mạch thành mới. nữa nó ừ. đã tự tiêu, nó làm tiêu diệt cái tế bào ung thư mà nó còn giúp cho không có phát triển ra coi như nó kêu là là di căn là là ra yeah. tùm lum đó, và nó sẽ hình thành mạch máu mới để để giúp cho chúng cho mình coi như là lành cái vết thương lại cover lại cái vết 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 mà ung thư Đúng của như chúng vậy. ta và thành ra là mình mua một chai như thế này đó thì cứ nếu mà cứ vị mua ba chai thì sẽ được tặng một chai và à, mua nhưng... một chai thì sẽ tặng được yeah, một chai khai à, -co khô collagen kính thưa quý vị. Thì quý vị nghe nói đến collagen nghĩa là uh, giúp cho da, giúp cho da chúng ta sẽ sẽ um, uh, mịn màng hơn, giúp cho da chúng ta không có bị uh, nứt nẻ, không có bị nhăn tại vì khi mà lớn tuổi thì chúng ta sẽ mất cái chất collagen trong người rất là nhiều và uh, bên cạnh cái khai uh, um, khô quý vị sẽ mua một quý vị sẽ được tặng một chai khai khô -co collagen kính thưa quý vị. Vâng kính thưa quý vị khai khô collagen một chai như thế này nó tới uh, 300 viên lận Wow. 300 viên mà một viên của nó là Mỹ Huyền quý vị bao nhiêu không tới 3.000 mg collagen wow. Chưa hết Mỹ Huyền ơi 3000 mg của một viên collagen rồi mà trong này nó còn được bổ sung cái chất gọi là ceramide. Thưa quý vị, ceramide là gì? Cái chất ceramide là một cái giống như một loại dạng mỡ mà nó khi mà nó giữ nước lại trong làn da của chúng ta, nó giúp cho cái da có một cái sự đàn hồi dẻo dai. Nó 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 phủ với lại cái collagen này thì quý vị nào mà có những cái làn da khô, làn da nhăn bị Nhân nứt nẻ Đó. Thì khi mà dùng collagen này được bổ sung ceramide quý vị thì nó giúp cho làn da quý vị từ từ nó mịn hơn, nó chắc lại và nó làm cho cái cái chống lại nhăn. Khi mà cái da quý vị không khô thì nó chúng ta những cái vết nhăn từ từ nó sẽ mở đi. Nghĩa ra, ra cái chất mà ceramide như yeah. chị Lan nói là một cái chất rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta tuổi càng ngày càng lớn thì cái chất ceramide này nó sẽ giúp cho cái 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 collagen của chúng ta Uh, có lại thật là tự nhiên như là hồi xuân, hồi trẻ. xuân <laughs> trẻ, nó giữ lại cái nét thanh xuân thành ra quý vị vừa uống fucoiden mà quý vị uống thêm collagen mỗi ngày thì nó vừa giúp cho sức khỏe mà nó cũng vừa giúp cho cái làn da cho chúng ta mà chưa hết đây những cái những cái tóc những vị nào mà hay bị rụng tóc nè những quý vị nào hay cái bị muốn ta muốn chân hay gọi là do thiếu collagen tại vì 30 tuổi trở lên là do cái sự lão hóa thì thành ra là mình dễ bị mất cái collagen trong người và dạ. các quý vị phải cần bổ sung collagen mà không cái gì tốt bằng là khay collagen dạng viên của công ty Surihi Nhật Bản nha quý vị Một dạ. 300 viên mà tới 3.000 mg mỗi collagen một viên. và còn được bổ sung thêm chất serum trong cái công thức này nữa và gọi cái ngay tám bảy bảy và mỹ huyền xin nhắc lại một lần nữa là cái tác dụng của cái khay khô collagen là làm sáng nè mịn và đẹp da làm cho dày tóc và móng tay sẽ um, uh, um, mạnh hơn cũng như là tăng cái chất nhờn cho tất cả cái khớp của cơ thể chúng ta giảm bệnh đau khớp và rất rất là tốt cho mắt nha quý vị nha vâng thành ra <laughs> quý vị nào mà đang có những cái triệu chứng như là đau khớp đó mỹ huyền đúng rồi à, tại vì khi mà cơ dạ thể mình nó, thì bị lão hóa đó mỹ huyền tại sao mình bị đau nhất là khi mình bị lão em hóa bị dữ lắm thì những là... cái chất nhờn ở trong khớp xương cái cơ thể mình nó không có tiết ra đủ yeah. thành ra khi mà vì như vậy là khi mình cử động thì sẽ bị uh, uh, đau nhất thành ra là khi mà mình bổ sung collagen cũng như là cái chất ceramide trong cái hộp thuốc này thì nó tạo ra nó kích thích nó tạo ra những chất nhận trong khớp xương thành ra cũng giúp cho quý vị nào đang bị những căn bệnh đau nhất hay là uh, viêm khớp thấp khớp vân vân cũng, cũng, cũng rất, rất là, là nhờ nhờ cái loại thuốc này ừ. mà mỹ huyền exercise kính thưa quý vị khi mỹ huyền exercise là mỹ huyền uống một viên để <laughs> cho nó giúp cái cái uh, giúp cho mấy cái khớp của mỹ huyền dù là mình exercise là nó là tốt cho sức khỏe ừ. nhưng bên cạnh đó mình tuổi mình càng ngày càng lớn Thiếu rồi, thì dầu mỡ. những cái chất nhờn ở trong mấy cái khớp nó đâu đâu mất tiêu à, hết rồi quý vị ra là <laughs> thật ra quý vị ơi mua gọi ngay tám bảy bảy sáu hai bảy bốn sáu bảy mua một chai Kaiko Fukuden một trăm hai mươi viên quý vị uh, sẽ được tặng một chai Kaiko, Kaiko Collagen ba trăm viên uh, chưa hết đâu quý vị mua càng nhiều còn được tặng thêm quà tặng nữa dạ. gọi ngay để biết thêm chi tiết 0877 7467 và kính thưa quý vị sau một vài thông tin thương mại là Mỹ Lan và Mỹ, Mỹ Huyền sẽ trở lại trong chốc lát và một quý vị giữ đường dây của đài SET 57.4 Mỹ Huyền rất là vui được trở lại với chương trình uh, Home Shopping của International, kính thưa quý vị uh, và để uh, tiếp theo chương trình này quý vị ơi, uh, một cái chương trình Special Hour rất là đặc biệt mà như là Mỹ Lam và Mỹ Huyền vừa giới thiệu đến quý vị, đó là chương trình gì hả Mỹ Huyền? Chương trình uh, uh, live show về uh, về những cái Đấy. sản phẩm của Home Shopping và Mỹ Huyền xin giới thiệu đến quý vị. Viva Lash kính thưa quý vị, Viva Lash là một cái thuốc sức cho lông mi mình được mọc rậm thêm một dài ra và quý vị mua một cái Viva Lash sẽ tặng được tặng một cái Viva Eyebrow cũng là sức cho cái chân mày của mình được mọc ra rậm ra. Kính thưa quý vị, cái Viva Lash này là do một nhóm khoa học thẩm mỹ được sản xuất tại Hoa Kỳ nha quý vị hoàn toàn chế biến từ những cái thảo mộc thiên nhiên không hề có tác dụng phụ và rất là tốt cho cái lông mi mì của mình cũng như chị Lan À, thấy hồi xưa chị em mình điệu điệu ưa, gắn cái mi gắn từng, lông mi dạ. từng sợi từng Đúng sợi đó vậy. thì khi mà em tháo ra xong em 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 thấy bất tiện quá em không tháo không gắn nữa, em tháo ra thì lông mi thiệt nó đi theo hết trơn thưa quý vị và sau đó mỹ huyền đã xài cái sản phẩm này bây giờ lông mi của mỹ huyền nó đã mọc dài ra rậm ra và nó rất là heo kính thưa quý vị cái cái sản phẩm này đó thì chúng ta phải kiên nhẫn xài từ 2 cho đến 4 tuần thôi thì quý vị sẽ thấy kết quả rất là mỹ mãn và sau khi quý vị xài một chai rồi, quý vị xài đến chai thứ hai thì quý vị phải quý vị chỉ cần xài coi như là cách một ngày xài một ngày thôi, Tất nhiên là yeah. một tuần quý vị có thể xài ba lần thôi. Nhưng mà quý vị phải thật là kiên nhẫn sức nó mỗi đêm mỗi đêm cũng giống như là giống như là mình xức kim uh, với night cream da, vậy đó. Như vậy cũng như là đêm ừ. nào quý vị cũng xức kem uh, dưỡng da thì đêm nào quý vị cũng hãy xức cái này phải kiên nhẫn thì ch chứ đừng nhiều khi xức không có uh, đầy đủ, xức không bữa có đều bữa không. rồi cái nói là nó không ừ. có tốt nha quý vị nha, tại vâng. vì Mỹ Huyền đã xài, Mỹ Huyền thấy rất vâng, là vâng, tốt. thưa quý vị một cái hộp như thế này nó có một cái chai như thế này nó giống như một cái liner mà mình vẽ mắt vậy thì nó giống như nó có một cái cỏ cho tôi quý vị. thì khi mà quý vị à, vẽ lên trên mắt của mình, à, thí dụ mà vẽ một cái đường như một liner vậy, rồi à, mỗi một ngày để cho những cái 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 chất thuốc ở trong cái cái chai này nó thẩm thấu và trong từng một cái sợi lông mi của mình, thì nó sẽ kích thích nó làm giống như bồi dưỡng cho cái sợi lông mi nó mọc ra. thà ra quý vị nào mà đang bị mà tình trạng mà lông mi cứ rụng rụng dần đi, thì sức như mỹ Quyền nói là cứ sức mỗi ngày như vậy thì nó sẽ mọc ra từ từ, mà lông chỉ mi hai của mi Huy bây giờ rất là dài. <laughs> Mình có lần mi Lan lại tưởng là chị em đánh mascara lên, chị em lại đánh tưởng đánh là em gắn lông mi giả, nhưng yes. thật sự ra không phải các thưa quý vị. <laughs> Thành ra là quý vị mua một cái chai Viva Glass thì quý vị sẽ được tặng một cái chai uh, Viva, Viva cho eyebrow. eyebrow, có nghĩa là chân mày chân mày cũng nhiều người không có em, yeah. bị rụng hết chân, yes. thành ra là thành ra quý vị cái sản phẩm này không phải là dùng cho phái nữ không mà cũng dùng cho phái nam luôn. mấy anh nhiều khi không có mọc chân mày không còn một sợi chân bây mày Bây giờ lông mi hay chân mày gì ai mà ai cũng nam nữ là... gì mà có vẫn là đẹp, thôi. Rất là đẹp cũng giống như chúng ta lúc nào cũng lo cho tóc nè, gội uh -huh. đầu phải uh, thêm conditioner cho tóc nó nó mịn màng và cho tóc nó tốt, khe uh, từng cái lỗ chân tóc. Thưa quý vị thì bây giờ chân mày và lông mi của chúng ta cũng như vậy. Bây giờ quý vị đừng lo vì chúng ta đã có Viva và À, Viva, Viva Eyebrow Và cái chương trình Special Hour đặc biệt ngày hôm nay là quý vị mua một cái Viva Lash Giúp cho lông mi chúng ta dài hơn, dậm, dậm, và dày đặc hơn Mà chúng ta còn được tặng một cái chai Viva Eyebrow nữa Chưa hết, nếu mà quý vị mua hai mua hai cái chai mà à, Viva Lash Quý vị được tặng một cái chai brow rồi mà quý vị còn được tặng thêm một cái 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 cái, cái túi cái, cái, cái nhỏ nữa. Cái túi nữa nhỏ đó. nhỏ rất Tửa, là cái xinh này là của hiệu uh, Mena của Nhật đó nhà mỹ viện. Cái túi này là của Nhật thưa quý vị. Quý vị có thể để những cái đồ make up nhỏ nhỏ mà Hai quý vị ngăn đem theo, hai ngăn lại nha quý vị nha. Quý vị có thể đem theo đi 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 đi, đi travel, quý vị đem theo rất là tiện quý vị đó bóp lại như vậy thành ra là Các rất ơi, là gọi ngay rất là gọn thưa quý vị Yeah đi. gọi ngay tám bảy bảy sáu hai không bảy bốn sáu bảy hỏi về Viva Glass và được tặng Viva, Viva Eyebrow. Và và một cái giỏ rất là dễ thương thưa quý vị gọi ngay tám bảy bảy sáu hai bảy bốn sáu bảy và cái chương trình đặc biệt special hour này sẽ được kéo dài tới ba giờ chiều mà thôi nếu mà sau ba giờ chiều thì quý vị sẽ không được tặng cái proud đâu nha thì đúng rồi gọi ngay tám bảy bảy sáu hai bảy bốn sáu bảy rồi bây giờ chúng ta trong khi mình chờ đợi quý vị gọi vào thì đã có nhân viên chúng tôi trực phone thì chúng ta thay đổi không khí mình chơi chương trình đố nhạc đi mỹ quyền đố nhạc à, ha bây giờ mình đố nhạc bây giờ chị đang nghĩ ra là bây giờ là mình sẽ hát hai chị mình hát thì một bài nào vui vui đi rồi khán giả sẽ đoán thử xem là cái bản nhạc tên gì Tác giả là ai mà nếu mà quý vị trúng thì quý vị sẽ được tặng một cái đôi bông tai Swarovski rất là đặc biệt à, Mà một trong những tuần lễ vừa qua thì khán giả cũng rất là thích đôi bông tai Swarovski này nó giống như những cái viên đá chiếu sáng tôi quý vị Rất là đẹp thật ra là quý vị hãy tham gia chương trình đối nhạc cho vui nha Mà phải đối trúng hai cái điều kiện nha Mỹ Huyền Vâng thưa quý vị bây giờ cho Mỹ Huyền với chị Mỹ Lan nói nhỏ nha chút xíu nha Bây giờ mình hát bài gì ha Rồi bây rồi giờ mình hát nha à, Một, một hát. hai ba anh về với em rồi mãi lại đi đường xa mang theo bao nhiêu tình ý bản nhạc tên gì và tác giả là ai cứ gọi vào năm ba không năm hai sáu năm ba đang hiện trên màn hình quý vị đoán chúng tên bản nhạc và tên tác giả quý vị sẽ được tặng một đôi bông tai Swarovski nha rồi à, bây giờ trong khi chờ đợi quý vị gọi vào năm ba không không đang hiện trên màn hình bây giờ mình nói tiếp cái chương trình cái viva class này đi mỹ huyền ồ oh, thì quý vị ơi quý vị phải mua cái sản phẩm này tại vì mỹ huyền thấy mấy mấy chị em bạn gái với nhau thôi nha chứ chưa có nói đến đàn ông nha lúc nào cũng than phiền ờ uh, long mi ngắn quá, lông mi ít quá Lúc nào đi ra đường cũng phải gắn cái cặp lông mi giả lên rất là khó chịu và rất là bất tiện Thì bây giờ làm sao? Bây giờ đã có Viva Lash để cho chúng ta xài mỗi đêm Phải kiên nhẫn nha quý vị nha, Mỹ Huyền nhắc hoài cái, cái câu đó có người gọi vào rồi, Mỹ Lan mời vị khán giả đầu tiên Alo Alo Dạ xin cho biết tên À, tên là Kim á cô Dạ, tên bốn số phone cuối của chị Uh, 5154. 5154 bản nhạc tên gì và tác giả là ai ạ? À uh, không bao giờ ngăn cách của tác giả Nhật Trường. Dạ. Yeah. rồi yeah. chị chờ xem kết quả nha chị Kim. Rồi My Lan mời yeah. vị khán giả tiếp theo. Alo, chị có ba vị khán giả thôi nha. Ừ. Nhanh tay lên quý vị ơi. Dạ anh về với em nhạc sĩ Trần Thanh ạ. tên gì ạ? À tôi đây Mai Trần ạ. À Mai Trần ha. Dạ Đói rồi. Rồi chị cho biết bốn số cuối ạ. À số cuối à? Dạ. 0670 um, ạ. À. Rồi chị chờ kết quả nha, Mỹ Lan mời vị khán giả tiếp theo. Alo. Alo, kính thưa chị. thưa chào chị. chị, chị dạ. Linda 4456. 4456. Chị tên gì ạ? Dạ? Chị tên gì ạ? Linda. Chị Linda. Ơ rồi mấy chị mình nhận cho một người Việt nữa nha, hết giờ rồi. Alo. Alo. Cho biết tên ạ. À? dạ tên linh ạ à. ồ chị linh bốn số phân cuối ạ à. dạ chín tám năm ba gì thưa chị dạ thưa không bao giờ ngăn cách của thị trường rồi cảm ơn chị nha vâng kính thưa quý vị final chúng ta đã có ba vị rồi phải không, <laughs> không? mỹ Nguyễn? <Việt. cười> có bốn người nhưng mà <laughs> bây giờ kết quả thì em nói hả rồi em nói đi à, kính thưa quý vị rất là đúng bài hát tựa đề là không bao giờ ngăn cách và tác giả là nhật trường trần thiện thanh à. thì chúng ta có chị kim nè chị uh, Linda Mai Mai Trần nè chị Linda và chị uh, Linh. Chị Linh thì uh, rất là sorry chị Mai Trần vì chị Mai Trần nói cái tên bài anh không không về đúng, với Em không về đúng với em là không đúng. Thưa chị, bài đó là không bao giờ ngăn cách thì chúng ta có ba người chúng uh, một cái uh, cặp đôi bông thật đẹp trong ngày hôm nay, đó là chị Kim, chị Linda và chị Linh. Rất là cảm ơn uh, vâng. các chị và mời chúc à, mừng. Mời ba chị đến với lại International Home Shopping tòa lạc tại 9822 Bonstar Avenue Suite rất là dễ tìm trong cái khu Lido Sài Gòn Plaza. Nếu mà các chị đi từ Phố Lục Thọ đi lên gần tới đường Brooker thì International phía bên tay phải ở trong cái khu mà Lục đỉnh ký 1 hay là bánh cuốn Tây Hồ thì quý vị sẽ thấy là International Home Shopping. Mời quý vị đến đây để nhận quà và chị nhớ nha, đến trong vòng một tuần lễ quý vị hãy đến sớm đừng có để qua tuần sau tại vì nó sẽ nhầm lẫn qua cái tuần lễ khác thành ra quý vị không được quà đó nha. Thành ra hãy gọi ngay cho nhân viên để có thể quý vị đến lãnh quà mời ba chị chị Kim, chị Linda và chị chị Linh nha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình Special Hour với một cái chai nó gọi là Viva Last để giúp cho lông nha chúng ta dài hơn nó rậm hơn và nó cong hơn là tại vì thường thường chúng ta bị lão hóa lớn tuổi rồi thì cái lông mi chúng ta nó rụng đi nó không có đẹp và cái sản phẩm này là Mỹ Huyền xài rất là gót nè. Thật ra quý vị ơi muốn cái đôi lông nha lông mi dài Mỹ Huyền, đẹp. Mỹ Huyền rất là tự tin và rất là for sure để mà quảng cáo đến cho quý vị cái sản phẩm này tự vì Mỹ Huyền đã xài và Mỹ Huyền lông mi của mỹ huyền bây giờ hôm nay thì mỹ huyền hơi điều điều chút xíu gắn cặp lông mi giả chứ bình thường là lông mi mỹ huyền chỉ cần đi đầu tiên mỗi ngày đâu yeah, đâu đâu, đâu đọc đọc gắn lông mi mỗi ngày là mỹ huyền không có gắn lông mi lông <laughs> mi nó đã dài và đã rậm tự nhiên là nhờ cái sản phẩm vivalash này kính thưa quý vị thì một Mua lần mở. nữa là à, mỹ huyền có một cái này à, dặn quý vị là khi mà quý vị xài quý vị phải rất nhẹ nhàng Sức lên trên đây giống như là cái eyeliner đó quý vị cứ vẽ thật là nhẹ à, nhẹ nhàng lên cái, cái 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 đường viền của mình ngay cái đường chân lông mi của mình đó chứ đừng có chọt chọt vô trong con mắt như quý vị nó không phải là cái thuốc nhỏ mắt nên quý vị xài thật cẩn thận. là nhẹ nhàng cẩn thận đừng có để dạ. cho cái nước đó nhỏ vào trong cái mắt mình nhiều quá như quý vị nha à, thật sự ra nó chỉ là cái vị vẽ lên để cho cái thuốc nó thấm vào trong những cái, cái 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 sợi lông mi hay là nó nó thoa lên những cái sợi lông mày để cho nó mọc ra nó kích thích cho mọc ra nó rậm hơn và nó dày đặc hơn thật ra một lần nữa quý vị mua một chai viva lát cho lông mi quý vị sẽ được tặng một cái viva Eyebrow cho lông mày còn nếu mà quý vị mua hai chai hai chai thì quý vị sẽ được tặng hai chai lông mi hoặc là hai chai lông mày hoặc là một chai lông mi một chai long mài cũng được luôn. Chị quý vị cũng sẽ được tặng thêm một cái um, cái, một cái 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 túi, túi nhỏ nhỏ như này. Có yeah. nghĩa là mua hai cái cái, cái cái eyebrow còn được tặng hai hai cái cái, cái eyebrow còn được tặng thêm cái túi nữa. hãy gọi nhỏ ngay... thiệt là dễ thương. bảy ừ. <laughs> <620 cười> chỉ kéo dài tới 3 giờ mà thôi. Sau cái chương trình live show này kéo dài tới 3 giờ quý vị nào mà sau 3 giờ là không có còn chương trình sale như quý vị. Rồi bây giờ chúng tôi xin phép được nghỉ giải lao trong giây phút và Mỹ Lan và Mỹ Huy sẽ trở lại

quý vị vẫn giữ màn hình cái đài SET57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ với chương trình sống vui, sống khỏe, sống, sống bình, bình an, an cùng với In, International, International, International Home Shopping. shopping. Thưa quý vị. Và để trở lại với chương trình thì xin được giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm không phải là mới nhưng mà nó vừa mới nhập vào trong Home Shopping của chúng tôi đó là Hồng sâm 6 tuổi. 6 tuổi. và có một cái công ty đó Mỹ Huyền, cái công ty này rất là nổi tiếng trên thế giới, gươm sâm Em Goom -Sum. Goom -Sum. có nghe nói gươm sâm không? Có, Ở ngoài có thị nói. trường rất là nhiều công Công ty bán Hồng sâm nhưng mà nói đến Hồng sâm 6 tuổi mà nguyên chất 100% trăm làm chúng ta... tại công ty gươm Sam có nghĩa là tổ. tại Hàn Quốc thì có thể nói rằng là 100% trăm không pha chế bất kỳ một cái loại dược thảo nào cho tôi vị và với những hồng sâm 6 tuổi của gươm sâm thì với những sản phẩm rất là nhiều mà đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ giới thiệu đến quý vị hai cái hai cái thể loại thứ nhất là trà hồng sâm 6 tuổi và thứ hai thứ thứ là hồng sâm đậm đặc nguyên chất chất thưa quý vị trong một cái hộp như vậy đó thì có ba cái hộp nhỏ và nếu quý vị mua một hộp như vậy được tặng thêm một cái hộp nhỏ nữa và trong mỗi cái hộp nhỏ nó có 10 bịch, cũng như là 10 cái ống vậy quý vị 10 cái ống nó như giống như thế này thì quý vị chỉ mở ra là uống liền thôi, có thể là rất là tiện lợi đi khắp nơi anywhere, anytime, quý vị có thể dùng nó chỉ cần xé ra một chút là quý vị ừ. uống ngay thôi, rất là, 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 là tiện lợi, quý vị nhớ là một cái set như vậy có 3 hộp và một hộp thì nó có 10 cái ống như thế này. Và, và... nếu mà quý vị coi như là mình mua một set 3 hộp cũng được tặng một hộp nhỏ thì cũng như mình mua ba tặng một vậy. Và kính thưa quý vị, đây là một cái loại mà rất là đặc biệt. Tại sao nó gọi là anywhere anytime là tại vì á, cái này nó rất là tiện lợi cho các anh các chị là mình để ở trong cái túi của mình đi bất cứ nơi nào. Tại vì nói đến hồng sâm, nói đến cao ly là nó xuất xứ Hàn Quốc là nó giúp cho cơ thể chúng ta rất là nhiều. Mỹ quyền biết rằng là cơ thể của chúng mình, giờ mình đưa ra một cái ví dụ đi. Cơ thể của chúng ta nó giống như là một cái cỗ máy, một cái chiếc xe đi trong chiếc xe của mình nó nhiều khi mình phải chạy từ ba ngàn mai hay là năm ngàn mai là mình phải, phải thay phải nhớ rồi nếu mà mình không thay nhất thì sao nó thì sẽ nó, nó, chết máy, nó, nó, thì nó sẽ, sẽ, sẽ bị lột dây, nó sẽ lột dây và nó sẽ suốt tùm lum, <laughs> là tại vì nó nó không còn những cái chất gì nữa. Thành ra đó với cái 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 loại mà 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 hồng sâm ly này đó, mà đặc biệt là có công ty gươm sâm rất là nổi tiếng. Cứ vị nào mà đã biết đến công ty này, là vì sao? nó Thứ nhất là nó một trăm phần trăm nguyên chất. Như Mỹ Lan nói lúc đầu không pha chế bất kỳ dược thảo nào và nó là nó được chiết xuất dù là dạng nước, dù là dạng viên, dù là dạng trà hay là dạng cao đặc đậm đặc thì nó vẫn là một trăm phần trăm của hồng sâm 6 tuổi từ Hàn Quốc cho quý vị cũng như là hồi xưa mình mình mua mà mấy um, các bác các chú hồi xưa thì ưa mua miếng sâm về rồi ngậm trong miệng hay là nấu lên rồi mới lấy cái nước uống thì bây giờ đã pha chế sẵn cho uh -huh. chúng ta rồi cái bịch nó nhỏ như thế này rất là gọn rất là tiện lợi kính thưa quý vị chỉ cần xé ra một chút là quý vị có thể uống anytime anywhere. Thành ra cái cái dạng này cũng rất là đặc biệt và chúng ta nói đến hồng sâm thì mỹ lan nói lúc đầu lần là, là giúp cho chúng ta có thể phục hồi được sức khỏe đối với những ai mà cơ thể bị suy nhược gọi là nó giúp cho tâm hồn của tâm trí của chúng ta nó minh mẫn hơn Đúng nhiều rồi. người bị stress nằm mỹ quyền bị stress hay là làm những công việc về như là nhà băng hay là làm những công việc về não trí não nhiều hay là các em học sinh mà đang đi dự thi đi học nhiều khi mình mình nó làm rất là mệt mỏi trong cơ thể thì quý vị khi mà quý vị dùng mà hồng sâm sáu tuổi của hàn quốc thì nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh lại phục hồi lại sức khỏe rất là nhanh chóng cũng giúp cho các em đi học minh mẫn hơn tập trung cái focus lại cái tinh thần mình minh mẫn hơn để mà mình làm việc nó tốt đẹp hơn cũng như nó là một cái chất dinh dưỡng rất là tốt nha yeah. thì thay vì chúng ta ăn cái này ăn cái kia để cho bổ dưỡng cơ thể thì cái hồng sâm này nó cũng là một cái chất dinh dưỡng, bổ dưỡng cho cơ thể rất là tốt, rất là nhẹ nhàng và rất là tiện lợi kính thưa quý vị. Và nói đến hồng sâm đó Mỹ Quyền thì cũng quý vị nào mà nhất là các bác lớn tuổi đó Mỹ Quyền bị nhiều khi lớn tuổi rồi ăn không ngon, ngủ không yên, rồi cơ thể hoặc là quý vị nào mà đang qua một cái cơn bạo bệnh đi giải phẫu chẳng hạn, nó tóm lại khi mà cơ thể chúng ta cảm thấy bị xuyên nhược, cảm thấy bị mệt mỏi, không có một cái energy trong người, không có một cái sức khỏe nào thì quý vị hãy dùng hồng, hồng sâm 6 tuổi từ Hàn Quốc với công ty Goomsam tất cả những cái loại hồng sâm đủ thể loại này dạng nước dạng viên loại cao đậm đặc hay là cái loại stick pow mà nguyên chất đậm đặc 100% phần trăm này đều giúp cho quý vị có thể phục hồi lại sức khỏe thật là nhanh chóng ăn ngon ngủ yên và các anh uh, nam giới uống cả hồng sâm 6 tuổi này sẽ à, có nhiều khuyên. sinh lực sinh vị. lực hơn yes. và giúp cho cái đời sống gia đình hạnh phúc hơn đúng vậy thưa quý vị thì thưa quý vị hãy um, gọi vào trong cái giờ uh, talk show của chúng tôi uh, trong cái giờ live show của chúng tôi để được uh, mua một hộp tặng một cái 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 hộp có Tức như mua là ba tặng một ba tặng một đó thưa quý vị mua một set chứ thì được tặng một hộp rồi ba tặng một quay sang Và... một cái sản phẩm khác nha mỹ quyền thì dạ. cái này nó gọi là cái dạng nước uống <laughs> để mà mình có thể đi đâu mình có thể dùng được bất cứ nơi nào anytime nha quý vị còn đây là cái loại dạng trà của công ty gum sâm hồng sâm 6 tuổi thì một cái hộp trà như thế này thì nó cũng có ba hộp nhỏ Mỗi hộp cũng là 10 10 gói 10 thì một quý vị nếu quý vị mua một hộp một set trà ba hộp quý vị cũng cũng được tặng thêm một cái hộp trà này nữa coi như mua ba tặng một. Và đặc biệt nha trà trà này đặc biệt lắm nha Mỹ Quy, em biết cái đặc biệt cái gì không? Sao? Thường thường á em thấy rằng là trong những cái 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 trà mà mình uống á khi mà mình uống xong mình pha nước nóng hay là nước lạnh mình uống xong là mình bỏ cái xác đó đi đúng không? Yes. Nhưng mà đặc biệt không xăm này không có nha. Wow, sao là tại đã? vì mỗi một cái gói như thế này nó được làm từ một cái rễ của củ hồng củ sâm oh. mà một trăm phần trăm là rễ nguyên chất nha quý vị wow. và và đã được thay một cái công thức là họ làm cho nó phồng lên. Tại vì cái rễ nó cứng quá làm sao mình ăn đúng không? Mà để làm sao cho các bác ăn được thì nó làm cho cái 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 rễ của củ sâm này nó nó phòng lên thì khi mà cái gói tràm quý vị bỏ trong chai nước lạnh quý vị có thể uống được 3 lần hoặc là quý vị pha trong nước uh, nước nóng quý vị uống được 3 lần sau khi 3 lần rồi quý vị mới lấy cái 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 cái, cái của cái rễ nhân sâm là quý vị ăn được luôn hoặc là quý vị có thể bỏ trong cháo nè hay là bỏ trong súp vân vân nó tóm lại không có bỏ sót một cái miếng sâm nào vì đây là một loại hồng sâm 6 tuổi mà nó được trồng trong một cái vùng đất gươm sâm rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc tại vì nơi này đó mỹ quyền cái chất mà ginseng của nó nó cao hơn là những cái vùng khác dạ tắt chắc là vậy. cái chỗ này cái thổ nhưỡng nó tốt hay yeah. là cái khí hậu nó tốt. Yeah. Thật ra cái hồng sâm 6 tuổi tại gương sâm yeah. nổi tiếng tại Hàn Quốc và đã được theo làm theo cái dạng trà và đặc biệt cái loại trà này quý vị không có bỏ xác khi mà mình dùng nước xong uống xong, quý vị sẵn sàng quý vị ăn luôn cái xác đó luôn, rất là khỏe, yeah. rất, rất là, là um, giúp Thay cho chúng ta không một còn cái mệt cái mỏi. Cái sâm bình thường nó cứng thì à, bây, bây giờ họ đã làm cho nó mềm, nó phồng lên nó mềm. Quý vị pha ra nước uống xong rồi cái 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 chất rễ đó quý vị ăn vào nó, nó mềm mại và rất là dễ ăn thôi quý vị buổi sáng á, mình cho một gói trà và trong cái bình trà cũng được yes. mình cho nước sôi vô quý vị có thể uống từ từ sáng đến chiều tối thêm nước sôi và mình uống hoặc là quý vị muốn uống lạnh chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh thơm lắm mi quyền ơi rất là thơm ngon vì nó một trăm phần trăm nguyên chất từ hồng sâm hôm, hôm nay em sẽ lấy nha thằng đã cứ gọi ngay tám bảy bảy sáu hai bảy bốn sáu bảy quý vị mua một hộp trà một set trà này ba hộp nhỏ quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nhỏ nữa tất nhiên chúng ta có bốn hộp nha quý vị còn cái kia còn cái này này cũng vậy, một set là ba hũ thì tặng được thêm một hũ, mỗi một hũ có 10 ống thưa quý vị, cũng vâng. như là mua 3 tặng một lúc nào cũng vậy, trong cái giờ thoát show của chúng ta special hour lúc nào cũng có những cái 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 cái, 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 cái quà tặng theo rất là là bất ngờ và uh, rất là tiện lợi cho chúng ta cầm Thật theo đi anywhere. Anytime. Thành ra là cái này là một cái món quà nhân ngày lễ mẹ sắp tới rồi, Đúng mình rồi. nên tặng cho mẹ mình cho bà ông bà của mình là tại vì nhiều khi các bác lớn tuổi mình không có nhai xăm được mỹ quyền thì đây là một cái loại mà công ty Sâm đã làm theo cái dạng đậm đặc cái dạng nước uống rất là dễ uống quý vị có thể cầm nó uống nguyên chất cũng được rất là thơm ngon để cho các bác không còn răng nhai nhiều thì chúng ta dùng cái loại dạng nước đậm đặc nguyên chất này hoặc là quý vị cũng có thể bỏ vào trong nước mình cho thêm nước vào mình pha cũng được luôn mấy yeah. nguyên. Even bây giờ chị em yeah. mình thấy cái cách này uống cũng uống rất cũng là rất tốt là dễ nha, không có phải yeah. cần là 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 uh, răng yếu hay là răng khỏe gì hết trơn lúc nào đối với từng bất cứ đứa yeah. tuổi nào mình uống cái dạng này cũng quá là tốt thôi chị Lan. Vâng một lần nữa gọi ngay bảy để hỏi về hồng sâm 6 tuổi của công ty Gumsum rất là nổi tiếng hiện nay tại Hàn Quốc và chúng tôi có những cái sản phẩm quý vị mua tất cả những cái sản phẩm nào tuổi của Gumsum quý vị cũng sẽ đều được tặng quà là một cái gối trà 10 gói của công ty Gumsum cho quý vị 877 620 7467 rồi bây giờ mình nghỉ giải lao nữa Nguyễn Rồi, kính thưa quý vị, sau đây một lần nữa mời quý vị theo dõi những cái thông tin thương mại thường xuyên của đài chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. cảm quý vị rất là nhiều vẫn giữ màn hình cái đài SET với chương trình Home Shopping với Mỹ Lan và Mỹ Huy. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với chương trình với những cái món hàng thật là đặc biệt bất ngờ gửi đến cho quý vị nha quý vị. Và kính thưa quý vị sau đây là sản phẩm dầu gội đầu Kigo thì chúng ta biết là cái sản phẩm này cũng được chiết xuất từ nhân sâm nhân sâm thưa quý vị. Thì quý vị biết là cái nhân sâm nó không những nó bồi bổ cho cơ thể mà nó bồi bổ khắp cả cơ thể mình, even là cái 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 tóc của mình cũng vậy. thì cái sản phẩm dầu gội đầu Kigo này nó cũng chiết xuất từ nhân sâm và cũng sẽ giúp cho tóc chúng ta tốt rất là nhiều thì chúng ta mua một chai như vậy thì cũng tặng cũng được tặng một chai conditioner nghĩa là mua một chai sẽ tặng được một bộ thưa quý vị nha thưa quý vị thường thường chúng ta đang nói về nhân sâm rồi thì cái này đặc biệt này cũng từ Hàn Quốc mà cái loại dầu gội đầu kigo này nó rất là nổi tiếng nha mà Mỹ Quyền và vừa qua năm 2016 nó đã được giải thưởng và người ta đã bầu chọn cái dầu gội đầu kigo này tại vì sao thứ nhất nó giúp nó giúp cho tóc chúng ta mềm hơn tránh gào nè nó tránh đi cái tình trạng rụng tóc. Cái vị nào mà đang bị, tại vì cái dầu gội đầu nó mỹ quyền là một cái sự mà trong mọi người người ta cảm thấy rất là băn khoăn khi mà chọn lựa cho mình một loại dầu gội đầu tốt cho tóc. Tại vì cái, quý vị nếu mà quý vị tìm không có đúng cái loại dầu gội đầu cho tóc của mình thì thứ nhất cái dầu gội đầu nó làm cho tóc chúng ta bị gào nè, bị rụng nè, rồi tóc chúng ta bị khô nữa. Thành ra xin được giới thiệu đến quý vị dầu gội đầu Kigo rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc, thì nó giúp cho quý vị nào là bị tóc khô tóc rụng tóc trẻ mà chúng ta bị nhuộm tóc gì quá nó làm cho tóc mình nó cũng như sơ sát đó nó sơ sát lắm hãy mà. dùng thử là thử cái dầu. máu vậy đó yeah, thì quý vị thấy như tóc chị lan ngắn là còn đỡ nè tóc của mỹ huyền tóc dài thì rất là kén dầu gội đầu kính thưa quý vị thì sau khi mỹ huyền xài biết bao nhiêu loại dầu gội đầu mà mỹ huyền không có happy thì khi mỹ huyền xài đến cái loại kigo dầu gội đầu này thì mỹ huyền rất là happy và rất là mừng rất là vui vì khi tóc của mình đã tìm ra được một cái loại dầu gội đầu nó rất là hợp cho tóc dài của mỹ huyền mỹ huyền mừng lắm kính thưa chị tại vì em công nhận là chị cũng đang dùng cái dầu gội đầu này các thưa quý vị nó rất là thơm mà quý vị sẽ nghe rõ ràng là cái mùi nhân sâm của nó là thực tại vì được chiết xuất từ nhân sâm cũng như là nhiều có loại dược thảo khác và và với cái cái cái, cái uh, quý vị một chai này mà quý vị được tặng một cái chai một cái chai mà conditioner là cái dầu xả thì quý vị sẽ cảm thấy khi mà mái tóc chúng ta mà gọi xong quý vị cảm thấy dầu uh, là cái cái da của mình rất là sạch nè rồi nó mùi thơm thoang thoảng Đúng nè vậy. và nó rất là mượt Đúng rồi. Tóc mình nó mượt thành ra là quý vị hãy gọi ngay 877 620 7467 để hỏi dầu gội đầu Kigo được chiết xuất từ Hàn Quốc và chương trình đặc biệt lắm quý vị mua một chai dầu gội đầu, quý vị sẽ được tặng một chai dầu xả. Thành ra gọi ngay nha quý vị, rất là đặc biệt chúng ta muốn có một cái mái tóc đẹp, không có bị rụng, không có bị gào, không có bị trẻ, không bị sơ sát thì hãy nghĩ tới dầu gội đầu Kigo được chiết xuất từ nhân sâm đến từ Hàn Quốc nha quý vị và kế bên đó thì mỹ huyền xin hân hạnh giới thiệu đến thêm à, à, giới thiệu thêm đến với quý vị một cái à, à, loại dầu gội đầu khác có cái tên là premium shampoo thì nó là cũng được chiết xuất từ nhân sâm nhưng mà nó tốt hơn tốt hơn một chút xíu cái loại này, cái giá tiền nó hơi cao hơn một chút xíu. Thì nói chung là tất cả những cái cái sản phẩm nào nó cũng có một cái loại đặc biệt riêng của nó. Thì cái dầu gội đầu này nó cũng có một cái loại đặc biệt riêng kế bên đó là premium shampoo thì cái loại này nó tốt hơn cái này thưa quý vị. tại vì à. nó là cùng một hãng, cùng um, một hãng, nó là cũng là Kigo nhưng mà nó là premium có nghĩa là nó tốt hơn, nó có nhiều dược thảo hơn, nó được thêm nhiều chất dược thảo là tại vì sao? quý vị nào mà cái da đồng mình bình thường thì mình có Mỹ Lan sẽ đang xài cái loại bình thường. đó là mình bình thường. nhưng, mình nhưng mà có đặc biệt gì hết, nhưng mà đặc biệt những ai mà đang bị rụng tóc, Để đang đầu. bị gào nhiều, cái tóc mình bị tổn thương, nó quý vị bị hư hại nhiều thì quý vị nên dùng cái loại premium là tại vì nó sẽ đậm đặc hơn nó làm cho cái mái tóc quý vị phục hồi lại cái 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 làn da đầu mình nó 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 giúp cho cái cái từng cọng tóc nó từ từ nó kích thích nó ngưng ngăn lại nó không cho bị rụng và nó cũng kích thích cái da đầu mình khỏe hơn chắc hơn thì, để uh... cho cái, cái tóc mình nó mọc ra thì cũng như là quý vị thấy da của mình khô da của ừ. mình nó 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 không còn tươi tươi sáng thì mình xức kem dưỡng da thì cái này nó cũng như là một cái loại kem cho cái da đầu của mình vậy thưa quý vị nó đã giúp cho từng sợi tóc của mình Nó nó mịn màng và nó mạnh khỏe hơn cũng như là nó không còn trẻ Nó không còn yếu đuối và nó không còn khô Bên cạnh đó thì Nó làm cho cái da đầu của mình nó cũng mịn màng Không còn bị gầu, không còn bị khô, không nhân còn hơn. bị nứt nẻ và không còn bị ngứa nữa thưa quý vị Thật ra quý vị gọi ngay bốn sáu 7467 với dầu gội đầu Kigo Được chiết xuất từ nhân sâm của Hàn Quốc Mua một chai dầu gội đầu Tặng một chai conditioner Và của một, ngày. một chai premium shampoo cũng được tặng một chai conditioner uh, chung một tên premium 8, conditioner bảy bảy sáu hay không bảy bốn sáu bảy là dầu gậy đâu rồi bây giờ mình trở lại một cái sản phẩm đi mỹ quyền mà trong sản những tuần lễ vừa qua của chúng ta. mà quý vị hưởng ứng rất là nhiều đó là đông trùng, trùng hạ thảo dạng tức là dạng thuốc uống nước là loại dạng nước uống nha quý vị thì các thưa quý vị nói đến đông trùng hạ thảo thì quý vị cũng biết được cái công dụng của nó rồi thì nó giúp cho phổi và thận thưa quý vị à, nhất là các chú các bác các anh mà hút thuốc thì chúng ta rất là cần cái dạng rất là cần cái đông trùng hạ thảo này tại vì nó bổ cho phổi thì nhiều khi mà nói là muốn bỏ thuốc lá không bỏ được thì bên cạnh đó chúng ta hãy bồi bổ cái phổi của chúng ta bằng đông trùng hạ thảo mà mà dưới cái dạng liquid thì nó lại rất là tốt, nó sẽ thấm lẹ hơn, nó sẽ thon thấm nhiều lẹ hơn khi so với chúng ta dùng dạng viên. Và dạ, vâng tôi quý vị, nói đến đông trùng hạ thảo thì quý vị nghe nói đến dạng viên rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt cái sản phẩm này chỉ có tại shop bên là cái dạng thuốc uh, nước uống. Tại vì một hộp chúng thầy nó có 10 chai mà mỗi một chai này á các quý vị nó tới 100 ml lận. Thông thường á, những cái loại chai là chỉ có 50 ml thôi, nhưng mà cái loại này nó tới 100 ml yes. mà một hộp là 10 chai và đặc biệt trong cái chương trình Home Shopping thứ sáu và thứ bảy này, quý vị mua hai hộp được tặng một hộp mua hai tặng một mấy chị mời chị mời chị đi ạ à. dạ cảm ơn cảm tự nhiên nha. cảm ơn hai chị dạ. rồi quý vị mua hai hộp sẽ được tặng một hộp thật ra quý vị ơi hãy gọi ngay tám bảy bảy và bây giờ chúng ta trở lại tại sao đông trùng mà thảo nó lại tốt thì thưa tôi có vị nó rất là nhiều tắc tác dụng nó rất là nhiều cái 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 giúp cho cơ thể chúng ta vừa tốt cho cho thận nè thật ra quý vị nào mà đang bị đi tiểu đêm nhiều á mà chúng ta dùng đông trùng hạ thảo một thời gian thì nó làm cho cái 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 thận của chúng ta nó phục hồi lại nó làm cho cái tế bào thận nó nó nó, nó tốt hơn làm tránh đi những cái tình trạng đi tiểu đêm đặc biệt là bắt lớn tuổi đi tiểu đêm nhiều hay bị mất ngủ đó mỹ quyền tại vì cái thận của chúng ta nó làm việc rất là cực lực kính thưa quý vị những người nó giống như là những người chiến sĩ nghĩa là làm việc không mệt mỏi không không làm việc coi như là suốt ngày suốt đêm tại vì khi mà mình ăn vào thì thận nó sẽ lọc ra thận và mật nó sẽ lọc ra Đúng thành như cái vậy. máu để mà nuôi dưỡng cơ thể của chúng mình thì cái thuốc đông trùng hạ thảo này nó sẽ giúp cho thận của chúng ta khỏe mạnh hơn và làm việc sẽ không biết mệt mỏi nữa kính thưa quý vị. Và ngoài những cái tác dụng như là giúp cho thận rồi giúp cho phổi và đặc biệt đông trùng hạ thảo nó cũng làm cho quý vị nào mà nó cũng ngăn ngừa được nó cũng cân bằng được cái lượng mỡ ở trong máu, như là hai cholesterol quý vị dùng đông trùng hạ thảo nó cũng làm cho cái giảm cái lượng mỡ trong máu cũng giúp cho quý vị an thần À, ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn tại vì chúng ta à, cái tá lá thận nó phổi mình mà nó khỏe thì chúng ta sẽ ngủ ngon hơn. Và đặc biệt nha, nói đến cái anh nam giới thì các anh mà nếu mà các chị mà trong mùa lễ này mà gửi tặng cho các anh những cái chai đông trùng hạ thảo thì nó cũng giúp cho vấn đề mà mà sinh lý nó càng ngày nó càng khỏe hơn. Đúng tại vì mình được nhớ nha, tráng dương bổ thận mà. Yes, nó. tráng dương À, Cường Dương thì phải bổ thận thưa quý vị. <laughs> à, thành ra là nói đến đông trùng hạ thảo nó rất là nhiều công dụng và đặc biệt cái loại này cho thưa quý vị, quý vị thấy cái đông trùng hạ thảo cái loại này nó không phải là từng con từng con như là mà chúng ta thường thấy, tại vì cái cọc đi xếp được chiết xuất từ trong những cái loại mà ấu trùng nó nó là một cái loại nấm mọc lên từ cái xác của con một cái con ấu trùng hay là một cái loại dược thảo và đây là một cái loại cọc đi xếp milsteris, tôi nghĩ là nó nó mới một chùm thành ra cái loại nó nó tốt hơn gấp 10 lần là cái Đáng loại gì? mà có đi xếp uh, mà cái loại từng mà từng con từng con, từng con. Yeah. thì thì em thấy trên mình mình thấy đông trùng hạ thảo nào giờ là nó từng con từng con từng con nhỏ nhỏ như vậy nó cũng Loại này tốt hơn Còn cái này, này là nó là một, chừng, một chung một nè giống à. như là mấy con mấy con mấy, mấy, mấy như là, là con trùng trong biển trong biển mà vậy mà, uh, ờ yeah. đúng như vậy thành yeah. ra cái loại này nó tốt hơn cái loại loại viên thường của tôi quý vị và đã được làm thành cái dạng nước uống rất là thơm ngon em nhớ mình uống nó nghe cái mùi thơm như là trái thơm hay là cái mùi mật ong rất là dễ uống cái vị nào mà uống á quý vị đổ trong một cái ly nước đá quý vị bỏ vào đi Uống rất là ngon, tại sao một ngày làm việc mình mệt mỏi? Quý vị chỉ cần dùng một chai đông trùng sẽ cảm thấy chúng ta phục hồi được sức khỏe và nó giúp cho có quả thận khỏe hơn chắc hơn không còn cái tình trạng đi tiểu đêm hoặc là cứ anh nào mà đi hút thuốc lá dùng đông trùng hạ thảo nó cũng lọc cho phổi mình tránh đi những cái tình trạng như là ho suyễn hay là bị bệnh suyễn à, những căn bệnh về phổi yeah, đó mỹ quyên yeah, rất rồi, là nhiều công là dụng làm này nọ, tại vì hút thuốc lá nhiều quá rồi gọi là ngay tám bảy bảy sáu bảy bốn sáu bảy mua hai hộp được tặng một hộp mỗi hộp mỗi chai này là 100 ml nha quý vị kính thưa quý vị và thưa quý vị rất cảm ơn quý vị đã theo dõi xong chương trình talk show live show của international home shopping của chúng tôi xin kính chúc quý vị thật là mạnh khỏe thật là hạnh phúc và quý vị hãy gọi ngay hãy đến ngay để mà mua những cái sản phẩm của chúng ta với những cái cái, cái sản phẩm tặng kế bên thật là bất ngờ và một lần nữa mỹ huyền xin rất cảm ơn quý vị Chúng ta hãy gọi vào ngay để chúng ta có được tất cả những cái quà tặng, quý vị mua cái gì cũng được quà tặng hết nha quý vị với một cái giá thật là đặc biệt nữa. 877-620-7467 nơi đây mà chúng tôi thường gọi là non stop, one stop yeah. shopping đúng không? Yeah. Vâng kính thưa quý vị và chào chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai thứ bảy cũng vào lúc 1 giờ chiều xin thân mến kính chào quý vị.